Ok. Con có muốn trả lời mọi người về cái vấn đề mà có cái tin đồn là mẹ còn sống không? Cái đó thì con từ lúc mới bị mắc á, con không có đọc về nhiều mấy cái tin đồn này tin đồn kia, tại vì không biết là chắc chắc vì overwhelm là sao, là bị gì đó, overwhelm với tiếng Việt gọi là là gì quá quá nhiều feeling, nhiều cái áp lực á hả, là bị áp lực á hả, bị gì nhưng bị buồn giận tức cái tủ thứ hết nên là không có bị rối cái đầu á, nên không có đọc về mấy cái đó. Nhưng mà nếu mẹ vẫn còn sống thì Winnie sẽ rất là vui, nhưng mà tất nhiên Winnie không rồi. có biết gì về cái đó hết. Mẹ là chắc là 100% Nha. là mất rồi. Tại vì không có ai mà đi 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 làm đám tang rồi đi cúng thất từ tuần này qua tuần khác khi mà người đó còn sống, cho nên là khi chúng ta xem một cái video YouTube nào á, các bạn cũng nên mình nên suy nghĩ lại, phải không? Thật chưa gì biết là bây giờ có rất nhiều YouTuber trên đó họ câu view bằng nhiều cái tin mà thất thiệt lắm. Thành ra vì vậy mà Wendy mới quyết định ra cái YouTube channel riêng để mà có những cái thông tin gì thì về 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 mẹ hay là về cuộc sống gia đình hay cái gì đó, bất cứ một cái gì đi nữa, thì đó là những cái thông tin chính xác nhất. Chứ còn bây giờ mà các bạn cứ đi xem mấy cái YouTube đưa tin tùm lum tùm la, chẳng hạn như là những cái YouTube nói là Phi Nhung còn sống hay là những cái thật tình ra nói thật là Chu Di cũng cũng tránh không có xem những cái video, tại vì nó không có đem lại cho mình một cái gì hết đó, mà nó làm cho mình đau buồn thêm, đau buồn thêm, phải không? Cho nên là cũng tránh, nhưng mà cũng có nhiều fan vào hỏi quá thì mình cũng muốn trả lời một lần luôn là như các bạn nghe Wendy nói nãy đó, là không ai mà tự nhiên đi đi làm cái đám tang cho mẹ rồi. Nhưng mà nếu mẹ còn sống là mẹ sẽ không có giấu như vậy đâu, tại mẹ không có thích những người buồn vì mẹ, mẹ chỉ thích cười vui thôi, nên đó là cái đó bảo đảm 100% không có sự thật nha. Tại nhất là con gái của mẹ, mẹ không thích con khóc, mẹ la mẹ không thích con khóc, nên nhất là nếu mẹ còn sống là mẹ đã về rồi. Mẹ đã về thì mẹ cũng đã livestream rồi, mẹ rất là thương khán giả của mẹ, gia đình gì đó, gà con gì của mẹ đó, mẹ rất là thương, mẹ sẽ không có cho ai buồn vì mẹ đâu. Đúng rồi đó, thì đó là cái để mà trả lời một số các bạn nào mà đang 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 thắc mắc về cái vấn đề đó ha. Để coi, để xem coi, ủa sao cái này nó bị stuck, nó không có ấy gì con. Ok, với lại con chỉ có hai cái Facebook, một cái là dạ, hay vậy không là gì, gì đó. Và riêng dạ, cái riêng tư của cái riêng con tư là con không có add ai hết, nhưng mà cái nào mà con để cho public là cho mọi người cả thế giới biết đó thì con sẽ đăng. Còn con hôm bữa là ở gia đình có làm cho con một cái fan page là trên đó, thì cái đó là public, cái gì con cũng bỏ vô đó hết, nên con có hai cái privacy của con là cái background đó là cái biển với lại cái núi, có cái hồ xong cái núi gì đó cho con, với lại một cái fan page là cái hình con với mẹ, xong trong đó con có viết là cái hình như forever Phi Nhung forever gì đó, chỉ có hai cái đó thôi, còn bao nhiêu kia là không phải của con. Nhưng mà cái mấy cái kia con có report được không, tại vì gì cũng có rành về cái vấn đề cái mà. kia con có try report nhưng mà nó thì con không biết nó còn hay không, mà quá trời người followers nhưng mà không có nói xấu con gì hết, mà có một cái tiền thì con không biết, nhưng mà con thấy người ta con đăng gì là cái người đó đăng hết luôn, vậy copy paste, copy paste luôn. Có report rồi nhưng mà con nhìn như cũng còn cái đó vậy hả. Yeah. Thôi cũng cũng tốt là họ không có biết gì đem, tại vì chỉ sợ đó là những cái trang giả đó các bạn biết không, là khi mà lấy hình ảnh rồi này nọ thì nhiều khi họ đưa những cái thông tin bậy bạ không có đúng sự thật, thì cái đó là gia đình rất là sợ đó. Nhưng mà nếu mà trường hợp các bạn nào mà vì làm lên những cái trang đó vì yêu mến Phi Nhung và làm bằng cái tâm thì gia đình cũng 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 ok chứ không phải là ấy. Nhưng mà đừng đừng có giả cháu Wendy, có nghĩa là các bạn có thể viết rõ trên đó là đây là trang người hâm mộ Phi Nhung hay là đây là trang của người hâm mộ Wendy đó, để cho người ta biết cái đó là cái trang của fan hâm mộ chứ không phải là trang chính của Wendy. Và YouTube thì cũng vậy, cũng rất rất là nhiều cái trang họ làm giả,
rồi rồi không biết những cái thông tin họ đưa ra có chính xác không, tại vì Wendy cũng không có rành YouTube mà Chuzi thì cũng không có thời gian để mà đi lên để mà xem có ai làm giả hay ai nói cái gì đó. Thành ra là nếu mà các bạn biết được cái trang nào làm giả thì làm ơn nhắn tin hay là thông báo lên public để cho mọi người biết, để mà hy vọng nếu mà nhiều người report thì họ sẽ lấy xuống để tránh họ dùng cái đó để mà họ làm một cái điều gì đó không có hại cho cháu anh đi đó. Đó là cái lời mà Tracy muốn nhờ đến tất cả cộng đồng mạng là hãy coi như là watch out dùng cho cháu Wendy. Watch out tiếng Việt là cái gì? Coi chừng coi chừng dùng cháu Wendy. Không, và nhiều khi tiếng Việt của Wendy còn giỏi hơn cả Tracy nữa. Không, trong mấy tháng nay cái tiếng Việt của con là gì đó từ 40% lên tới 70% rồi, tại vì đó phải đọc tin nhắn của bác sĩ xong rồi dịch ra cái gì bác sĩ gửi là có cái dịch ra hết, nên bây giờ cái level của con lên được một chút. Xong rồi khán giả gửi email con cũng phải tập đọc nữa. Không, như vậy con không phải gì, phải nói là con quá là hay luôn á. Con sanh ở Mỹ mà con nói được tiếng Việt hầu như là không có bị accent, là không có bị cái giọng lơ lớ ha. Rồi thứ nhì nữa là còn đọc được tiếng Việt và viết được tiếng Việt. Nhiều khi á cũng có rất là có lợi mà khi mà có mẹ không có nói được đành tiếng Anh là con phải bắt buộc con viết tiếng Việt phải không? Dạ, cho mẹ đọc. Mẹ không chịu đâu. Mẹ là cái đầu tiên là phải biết tiếng Việt. Nhưng mà mommy giả bộ không biết tiếng Mỹ nhưng mà mẹ cũng biết đó. Dạ, mỗi lần mẹ đi phi trường là mẹ đổi vé mấy cái đó vậy. À, tự nói hết rồi. Mẹ tự nói hết rồi. Tại con đâu có vô con drop mình off là tự nhiên mẹ từ cái vé bình thường lên tới first class luôn. Wow, hay vậy. Dạ. Chị Nhung cũng lanh lắm á. Đây, để coi còn cái gì nữa không? Mình còn cái gì để mình thông báo nữa không con? Sau khi Phi Nhung qua đời, mới đây, Wendy Phạm, con gái Phi Nhung đã phát trực tiếp trên trang cá nhân của Tri Di Phương Trinh để đính chính những thông tin sai sự thật. Trước đó, nhiều nguồn tin lan truyền trên mạng xã hội nhận định Phi Nhung thực ra vẫn còn sống. Đám tang chỉ là một chiêu trò qua mắt khán giả, cộng đồng mạng. Wendy Phạm đã thẳng thắn bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mẹ ruột Phi Nhung. Wendy không quan tâm đến thông tin đó, nhưng không ai làm đám tang hoành tráng cho người sống như vậy đâu. Nếu mẹ còn sống mẹ đã về với con và các em rồi. Tri Di Phương Trinh cũng bày tỏ sự bức xúc nhằm câu view của nhiều bài viết trên mạng xã hội, đồng thời tiết lộ nguyên nhân không nhận Wendy đi làm con nuôi. Tôi không thể nhận Wendy đi làm con gái nuôi vì Wendy đã có mẹ nuôi rồi. Lúc Phi Nhung vừa sang Mỹ, chị gái tôi đã nhận bé làm con nuôi, do đó tôi không thể nhận con gái Phi Nhung làm con nuôi được. Trước đó, khi thông tin Phi Nhung mắc Covid-19 khiến nhiều người ngỡ ngàng, chính Tri Di Phương Trinh là người đã đứng ra bao bọc, che chở, bênh vực cho nữ ca sĩ. Có thể vì sự quê mùa và chất phác của Nhung mà nó làm cho mình muốn bảo bọc và che chở cho em ấy. Mặc dù mình hơn Phi Nhung chỉ có 3 tuổi, lúc đó Phi Nhung rất thần tượng mình, làm gì cũng muốn giống Tri Di. Ăn mặc cũng theo phong cách trẻ trung cho giống chị, nên trong tấm hình này các bạn thấy Phi Nhung mặc áo hở bụng là vậy. Đây là hình ảnh Phi Nhung mà mình biết và nhớ trong ký ức, chứ không phải một Phi Nhung trên sân khấu, thần tượng của nhiều người. Đối với em ấy, mình là người ơn, nhưng đối với mình em ấy luôn là đứa em gái ngô nghê hay nhõng nhẽo. Video đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người.